Chương trình cùng bạn đọc sách xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay tròn một năm chương trình cùng bạn đọc sách chính thức đi vào hoạt động. Ngày 8 tháng 4 năm 2020, ngày 8 tháng 4 năm 2021. Trong bối cảnh cả nước thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, để góp phần giúp mọi người sử dụng thời gian ở nhà một cách hữu ích, với mục tiêu truyền cảm hứng, kết nối và lan tỏa tri thức. Kênh đồng thời cũng là món quà cho những người yêu thích đọc sách báo, những người đang và sẽ góp phần thúc đẩy văn hóa đọc. Kênh dành sự quan tâm đặc biệt đến với những người khiếm thị và những đối tượng thiệt thòi, yếu thế trong xã hội, và là một hợp phần trong chương trình thiện nguyện cùng bạn đọc sách nâng tầm trí tuệ Việt. Nhân dịp này, chương trình cùng bạn đọc sách xin trân trọng cảm ơn các thư viện, các cộng tác viên và khán thính giả đã hỗ trợ đóng góp video clip, quan tâm, theo dõi và đồng hành với chương trình trong thời gian qua. Để bày tỏ lòng tri ân, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, người sáng lập kênh, đã có thư cảm ơn gửi tới quý vị. Trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc với sách và với những người đã cùng chung tay phát triển kênh cùng bạn đọc sách trong thời gian qua, chương trình cùng bạn đọc sách xin gửi đến tất cả các bạn, các cộng tác viên và khán thính giả bài thơ Người bạn đồng hành do Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà sáng tác. Xin mời các bạn cùng nghe. Trước cuộc đời rộng lớn bao la, đường thì xa mà ước mơ thì lớn. Ta không cô đơn vì trong đời có bạn, sách cùng ta theo suốt tháng năm. Sách đến với ta từ thuở nằm nôi, dạy ta lớn khôn từ ca dao tục ngữ. Cánh đồng xa có con cò con vạc, có những con người gánh vác việc non sông. Như chiếc la bàn trước biển mênh mông, sách chỉ cho ta những phương không giới hạn, nâng ta đứng lên trong đắng cay hoạn nạn, vượt những khó khăn thử thách gian truân. Ánh sáng soi đường thoát bể khổ trầm luân, sách mở ra con đường cho dân tộc, để Bác Hồ dựng nên hình của nước, để chẳng kẻ nào ngăn được bước ta đi. Sách dạy cho ta biết sống vị tha, biết cống hiến hy sinh vì nghĩa cả, biết yêu thiết tha quê hương đất nước, biết căm thù quân xâm lược dã man. Như người bạn đồng hành thân thiết yêu thương, không phản bội, không dối lừa xảo trá, sách là con thuyền chở tâm hồn nhân loại, là cánh diều bay bổng những ước mơ. Trang sách mở như cuộc đời rộng mở, đón chờ ta khám phá những chân trời, những triết lý sâu xa, những bài học tuyệt vời, những khát vọng ngàn đời không thể mất. Người đi xa nhưng tình yêu bất tử, sách lưu giữ những tấm lòng vì đất nước nhân dân. Trên mọi nẻo đường sách mang nặng nghĩa nhân, đồng hành cùng ta trên con đường vươn đến với chân thiện mỹ. Như ngôi trường với bao điều thú vị, sách mở mang nâng dân trí giống nòi. Kim cổ đông tây tất cả cùng soi, trang sách mở như cuộc đời rộng mở. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa cùng bạn đọc sách xin được tri ân những tấm lòng, những sự đóng góp của các thư viện, quý cộng tác viên, khán thính giả và những người bạn. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn tìm thấy niềm vui bên từng trang sách và tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Cùng Bạn Đọc Sách Nâng Tầm Trí Tuệ Việt nói chung và kênh Cùng Bạn Đọc Sách nói riêng.